Mình giơ lên thôi. Trước. Rồi quay lại. Có một cái đai này nó hư cầu lắm mẹ, quay toàn ra 4 thôi. Điều là 6 này. Chết mẹ luôn. Không, cái đai cơ, đai xịn, đai thật cơ chứ. Cầu lắm. Thật lực không có tác dụng với cả đồ điện tử. Mẹ. Đi trước nhá. Lấy lá bài sốc mặt. Vâng thưa các bạn, đây là trận bán kết của giải đấu cá voi Euro Cup. Trong hình các bạn thấy bên phải màn hình là Matt Burning Abyss của anh Cá Voi, bên trái là Matt Mermail của anh Tuấn Cốt Mô. Rồi, bên kia là thằng đánh ra của đỡ của bờ kia. Ở bảng bên kia là bạn Huy Lầy và bạn anh Đinh Đạt. Chơi deck game 1 rồi. Đấy. Mọi người chuẩn bị sai đấy. Cân cả bản đồ rồi. Game 1 là đã hết rồi, chuẩn bị là đánh game 2. Đó. Ui. Anh ấy rất deck. Đây rồi. Cần đánh ngay cái báo không? Bao phân đi bớt. 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 Cá voi đang setup rất kinh. Hồi sinh cực mạnh. Tấn công. Tấn công. Thì gì cũng được, thế nào cũng được, tăng 1 sao, tăng 1 trong công. 100 thủ nữa. Có cha đéo đâu? Mạnh lắm. Thế này như có cha đúng không? Có cha đâu. Cha đâu? Sâu cha. Thì còn định không? Sâu cha phất tơn. Lại là lấy từ trong lại là múc đấy. Lấy cha toàn chưa điểm cho cá voi em. Từ từ xem gọi bao nhiêu con nữa. 3 con đi nhiều bác. 3000. Con này chắc chắn là chết này. Chết. Đi đi. Đáp sân đã. Đúng rồi. Chết đi. Làm gì phải bình tĩnh. 96. Rồi, Đinh Đạt đã quỳ, có vẻ đã quỳ. Rồi ok. Rồi. Dài. Dài nó có bảo dài yếu chứ dài cái gì. Có nhà em phải không? Không nhảy được. Đúng. Anh yếu quá. Đúng này à? Hai con cũng chết à? Làm step này. Onet này. À đéo Onet này bay đúng không? Ở đây là bay. Mirofog. Chết mẹ rồi. Đồng Mirofog bay. Thế nhá. Mirofog bay chứ. À tưởng gì. Xem. Dạ dạ. Ba. Tìm chim lợi biết đá. Hai đàn tệ. Ba đàn tệ. Rồi. Sao không game mới nhanh vậy? Một phát nữa là đi mà. Cái kia rất là lầy. Trời ơi, đánh cái gì cho khổ. Sao bảo cái mới mẹ đi nhìn. Đánh quay quá cả lèo. Cái gì mệt. Rồi ra bắn sư bọn chán nữa đánh. Bên kia vừa finish game bằng Radian và em muốn biết đồ siêu. Anh phải sợ. Đây là ai ra gì? Vanisher. Vanisher. Anh đọc Radian thì ơi biết được phải là Vanisher. Bán đi sờ rồi đi. Sai ngay cả khủng. Có nhiều con bán đi sờ mà. Ừ, biết cứ đọc là bán đi sờ thì ai cũng đọc là bán đi sờ. Mày sai những con mà kiểu bán đi sờ ập gì đấy mà trông giống giống con Radiant. Ừ. Nó như này này. Sao được sai tất 10. Nhìn nó như này này. Nhìn giống thâu tít. Không, chơi cái sai 6 con bán đi sờ thôi. Sai thêm 6 con rồi, em thì rút toàn bán đi sờ. Rút mình chơi 3 con, rút được cả 3 rùa. Không phải, mình chơi 9 con mà. Còn nhìn sai rất là kinh. Tôm chút bở. Toàn là bán đi sờ. Để tí rút được. Ngoài là thành 41 đấy. Bắn bậy một cạc. Thôi anh không trên. Thôi anh không trên. Ok. Ok. Ui. Rằng chưa tay trong không quên được có cả. Một bên là game rất nhanh, một bên là game rất chậm. Slow motion. Thế là nhanh rồi mà. Mang anh chô cho anh. Có anh đánh rất nhanh. Anh chô đan tem đéo rồi. Em game. Đéo rất cho vui anh. Hà chi vô xong mình. Mấy mấy con chôn chi vô xong mình. Mấy con chôn chi vô xong mình. Đè lên cho chi vô xong mình. Quá. Đây là cái gì? Đè nguyên phi 2 đúng không? Chưa xem còn gì nữa à, normal rồi mà. Ừ. Ví dụ vậy, hư cấu tí. Bằng hư cấu, quay con trường đi mít. Cái phiêu này giống đánh với em đấy. Phiêu sâu chát. Đánh với ai thế thôi. Sạc lại linh hồn. Em biết khi mà người ta đã chơi bẩn như thế nào không? Hack phần mềm. Hack phần mềm thì không ai đỡ được đâu. Cái kiểu lúc nãy chú ấy. Mẹ hai ông cầm hai cái máy tính, mỗi ông ra một con 6. Ông thấy anh em khán giả thấy thế nào? Ai luôn chỗ đây. Team 6. Enfei, đừng hô enter, Enfei. Enfei. Mày bọc phần đôi. Lôi hàng đi, anh không làm gì. 500. Mày quá rời breakthrough rồi. Úi dồi ôi, rất đông vùng hãn. Ba cái bị thịt, đấm không biết bao giờ qua được. Không dám đấm ấy. Đấm không qua được. 2, 3, 4, 5, 6. Đấm vẹo đi cái này nhé. Cái này thì anh lắm chuyện. Sợ phần mềm chứ. Cho nó phải tờ này. 4. Con hồi máu. Đấy, con này mạnh nhất. Không yếu nhất đấy. Con này yếu nhất mà. Con mạnh nhất là à mạnh nhì, mạnh nhì. Con mạnh nhất. Vì con mạnh 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 bét đấy. Không có chờ. Con này yếu nhất mà.
trong trường hợp này là mạnh bet. Đó phải từ mạnh hơn. Report phần mình. Ôi Hornet chặt rồi, kéo Hornet rồi. Không biết được đâu. Kéo cá voi mà. Em chưa? 50 step mới biết. Ôi sao xem sao quá. Kinh nữa. Dùng bài. Các bạn để nguyên được cá voi thảo đây này. Nhìn cái gì không? Nhảy chưa? Cá voi rất mạnh. Maxi. Xuống đi. Trên 3. Biết mọi không xuống nữa. Rồi không xuống nữa. Em xin lỗi. Tàu hỏng đấy nè, tàu đang bay đến hỏng đấy nè. Tự trên vanity. Hỏng nữa chưa biết. Tự trên vanity. Kéo tuột xích. Trên vanity. Vô địch luôn. Trên vanity cá voi thơm kèo đúng không? Cá voi bẩn lắm. Để cá voi không được lo. Sắp trở lại. Khi người ta chơi vậy. Summoner. Xoái ca của tôi cũng không đẹp trai. Xoái đài. Ba xoái ca. Em xem bộ phim Tự Sướng chưa? Đang xem. Mày mà không đeo kính nốt nhỉ? Về cá voi lấy bút vẽ kính. Kính Dante. Hậu duệ Dante. Hậu duệ Dante. Số còn gì nữa. Chưa đi xem đàn Dante. Descendant of Alan. Đây là tự... đâu đây là hậu quả của Alan. Đâu đây là Sa vua Attack of the Clone. Attack of the Clone. Sự trả thù của người ship. Shit. Cứ rút bán đi sở là thắng game mới. Mày phải để cùng thì mới lên nhỉ. Dếp của mẹ. Đúng để chuẩn rồi. Phải để cùng nhau xong rồi tí sắp phù lại ra chỗ khác nhau. Lần đề trên này. Rồi. Đừng dùng bàn em. Cái bàn này là cái bàn này cả. Quỳ lấy quỳ luôn. Không được dùng. Không cái thủ bao nhiêu? 18. Thế sao còn để thủ? Để công để ăn 3.000 đam à? Ai chơi à? Để công ăn 3.000 đam. Đúng. Fuck. Em chưa đúng không? Công mà bị thông ngay. Chủ sẽ đi sau. Không thể nào. Ừ, nhưng mà thực ra thì đi sau có thể cướp bọn này. Ừ. Đúng rồi, thông chết luôn kìa. Chết luôn, một con công 28 năm đếp tiếp. Công 28 năm đếp. Đâu, đối phương phải có nhiều quá ấy. Suy ra là phải là làm cái mu gì đấy để mà không chết. Ví dụ như kiểu Wicked Witch chẳng hạn. Thường sẽ lao vào đấm trước, mày ra Wicked Witch thì sao đối phương ép không. Đánh hay không phải do mình mà. Như bạn. Ui. Cạp. Min ra cả cần min. Đuổi cá sét. Chỉ cần min ra cả cần min. Cầm lại lên tay. Cầm lại lên tay luôn đi kìa. Mặc chuyên. Chuyên luôn. Chuyên luôn. Rõ. Effect. Chuyên 2. Con này phê bất à? Không chuyên là được đẩy. Thích. Chuyên 1, 2. Em chưa tính chuyên. Để chuyên bà lại nhá. Có lẽ là phết anh em. Chưa hết rồi. Cá ghét. Lắc mánh đẹp mắt. Lăng. Lăng gì? Thôi đi thôi. Phương dô rồi. YOLO. Cốt mô YOLO. Nhưng mà dưới chân ngăn tê kia đều mạnh. Mất một xoái ca. Cho xoái ca nào đi. Chân nào cũng mạnh. Cho xoái ca tê giác đi rồi. Hay quá, mình đéo phải nhảy lên tê giác này nữa. Ừ thì anh cũng có được nhảy đâu. Con này đang nhảy mà. Ừ thì anh có được nhảy con kia đéo đâu. Yeah mà nhìn được đó. Không gì hơn là ba mẹ ăn tê dí mộ. Nếu mà năm cân cá voi đúng không? Mình đưa ra trước. Đưa ra trước, thế thì cầu đi thôi xong bốc. Đúng rồi. Cầu đi thôi trước lấy đồ này đã được bốc. Immediately. Trên. Rồi bây giờ đến lượt cá voi bốc này. Bốc đi anh, bốc là bốc immediately. Không tạo trên. Không tạo trên. Sau đấy thì mới trên tiếp đến trên mới. Đó, bốc không tạo trên. Ừ thì đúng à. Maxi bốc đi anh. Ok, một cười. Bốc không tạo trên. Bốc không sao tạo trên được. Có cao đi mai. Không, ừ, đây tạo trên xong rồi bốc đi tạo trên. Bốc đéo tạo trên. Bốc có bao giờ được tạo trên đâu. Bốc đéo tạo trên. Bốc bài không tạo trên nhá. Bốc xong thì lại có tham minh để respawn. Chứ cũng đéo tạo trên. Drastic off. Drastic off. Drastic group off. Yeah, my cross. Pha pha có nhảy không kìa. Bốc bài. Con này, ăn con này lên à? Ăn lên.
sấm sét từ thượng giới. Đúng rồi. Bắn đi. Ôi sấm sét. Chả mẹ rồi. Ngoài không nói nhá. Nghĩ. Ôi sao lại chết mẹ hết rồi. Thế này anh. Combo. Chị ơi, chú chuột vui vẻ. Ôi chém mẹ. Chuột kinh mẹ luôn. Không nghe nhiều người bốc được IT. Set 4. Ui đi. Ai cũng mê Raiki đương nhiên phải không người. Các bạn mấy người không mê. Nhưng mà tỷ lệ nó 1 trên 40 mấy. Cứ thằng nào chơi 1 là 40 cát thôi. Tỷ lệ là chỉ có 50% thôi, hoặc là giúp được hoặc không giúp được. 50. Có rẻ sắp hồ bài luôn đi. Thế luôn này. Cái số lên mạnh này. Không nói. Bút cầm 1. Yeah. Thế tôi cho lời. Văn mâu. Enemy của chúng ta. Bắt về. Ok. Ba màu. Nhé. Cốt. Cốt đi. Cốt đi ạ. Max man. Eddie. Từ từ cho. Ok không đã. Này bắn à? Chỉ tí nữa mới bắn. Bắn đi làm sao? Tí nữa mới bắn. Thôi số phụ làm gì là tí là siêu deck tiếp. Không biết được, nhớ nó không được sớt thì sao? Rò đến lúc bớt không có như này à? Cái béo gì vậy? Cái lộ ra nó. Mid second arrest. Mid second arrest. Thế thì mid second từ lúc. Bây giờ tạo huy đầy núp. Trong này là có giờ dark coffin đấy. Mày bắn chúng là việc đít một hand. Đít đúng cái đề. Giờ dark coffin. Ôi Dante. À đâu, Virgil. Bạn Dante. Đây. 900 đúng không nhỉ? Ừ, 900. Xanh nữa còn 50 cả 500 hộ 900 giờ ít lên. 900. Xăm mất thêm rồi. Chuyển sang deck burning abyss đúng nghĩa burn đúng không? 903 kìa. 3000 á, 3000 kìa. Máy cứ 3000 á. Chưa. Em đang cầm kia, chỉ biết bắn thôi. Sợ chai. 1500. Sao cái đéo gì cũng chết thế? Bắt được mày. Thì được thế. Đấy cái đéo gì cũng chết. Chết. Cái con tử công hình 800 rồi à? Nhé. Thì chết. Nhé nhé. Nhé. Đám bác gì đúng không? Thuật thì chết. Đó. Cái này đó rồi đúng không? Ừ. Cái kia rồi. Ừ. Nhưng mà quan trọng là thế này. Giờ mới lên trên tay thôi. Nhưng có thể yêu kèm. Sướng nhá. Kèm hả? Ừ. Ô, vẫn ra ngoài à? Đến đây thì ngoài chơi. Ra ngoài có sao đâu. Ý là nếu mà không có hình ép này này được. Chặt mai đâu. Mai mai chặt tay à? Mai. Suốt ngày chặt tay chặt trim. Cờ. Tức là chủ bài chặt trim. Sâu chặt. Sạc lại linh hồn. Cũng bồn. Gọi bàn tôi đây. Một. Liệu rằng chia tay chúng em có cái này. Một hả? Suy nghĩ. Đang nghĩ. Hai con. Sâu chặt một thôi nó cũng giống như ăn mì ấy mà. Hai con đấy. Hai. Hai. Vào. Hai con thôi. Cái này chơi này đúng không? Ừ. Thôi cứ gọi hết thôi. Tiết kiệm luôn đi. Bên là đầy sân. Bên đầy sân chưa? Bên đầy sân. Bức tường phòng hộ. Có ạ? Có bao? Suy nghĩ này. Nhưng mà hai bóng nghe là thần đáy. Giờ ra mấy nét này nhỉ? Chứ vẫn bị con kia đá lên mà. Thì cái này con này đã chết rồi. Con tấn công đéo. Nhảy rồi, mất rồi. Mày mất rồi. Con này phải tấn công. Đã bị đuổi. Ừ? Vậy về deck của mình. Thực ra bất kỳ con gì 10 con này gọi ra cũng gọi 2 thôi. Không target mà. Phải trừ 2000 á. Trừ 2000 đã. Có con gì nhảy không? Nhảy đi, nhảy chứ. Nhảy trên... trên gì? Trên gì? Trên này, trên 2, trên 1. Em face cam. Trên 1. 1, 2 à? Ừ. 1, 2. Có con gì không nhảy không? Còn đi cap code này. Con đi cap là code à? Thì phải đi cap đi để làm... để mà láo thật. Có làm gì không phải đi các là cốt này, tao còn chọn cốt này. Thế thì cốt đi. Đấy. Đấy, cốt nhìn nó chưa? Thấy cốt chưa? Nhìn thấy cốt chưa? Nhìn thấy huấn luyện viên như là coach. Còn này target con giờ này này. Nhìn em nó đâu khác, target con khác. Em chờ lúc mà nó lên hết trên 3 thì tôi ra em thể. Đâu? Không ai còn cái gì. Đấy, thân là chưa phai. Thế thân sau rút 3 đến sờ win luôn. Tí. Ba đến sờ. Bình ngang cây du. Ui Kaizu. Không chưa. Cực mạnh. Cực mạnh cho phải đổi từ Kaizu bán sở thành Kaizu tốt hơn. Xong bị Ivanchi bắn chết mà. Sao Ivanchi bắn được? Được. Cực nô tịt lần nữa. Chết đi. Tí nó thì con kia. Đi ăn hết đi.
À rồi. Đi xôn này. Đi xôn đi. Mất rất nhiều điểm. Sách của. Nhìn rưỡi cả, thiệt chưa? Rồi rồi. Cô con đã. Con đã đi trừ rồi. Làm đi, làm đi. Đúng rồi. Con đấy thì... Sao lại xếp chuyên như thế nhỉ? Một con mà. Nhiều chúa quá. Sao xếp chuyên được lại? Đây có chính chủ đâu mà xịn. Có chính chủ à? Đây còn chắp xịn. Quan hệ rộng. Đã bảo là tớ luôn mà. Thắng luôn. Còn nó đừng ép là chắc gì nó đã đặt. Căn cáp. Đợi dít gì. Cái chắn của mình. Hân bố là một lòng kia mà. Đây rồi nhất chật. Đúng rồi rồi con. Cái này hơi nhầm. Còn cốt cốt lở mà. Đi là nó mồi không? Đéo mà đi sờ. Nó mồi nghe biết rồi. Mẹ rồi còn đâu nữa đánh lên đéo rồi. Nó mồi cái con lên một. Cá voi the burning abyss. Burn. Burn. Cá voi ở the burning abyss. Cá voi thua với hết đánh này. Ôi bắp bắp. Burning abyss theo đúng nghĩa đen. Vừa tăng nghìn xong rồi bớt 900. Không phải em mà chắc là dương 100 làm gì. Mày có lấy quả này anh dương 1001 rồi mà. Đúng không? Đây rồi. Đây rồi. Ôi. Tôi kinh vận thường thế. Ú chém con này 800 à? Ừ, mày bị 900 bây giờ mà. 900 chém 800 này. Đúng rồi. Bữa alo. Ê không không chết. Rồi. Đấy đấy. Chuẩn. Không chết đâu. Không chết. Không chết xong mới bay chứ. Chém 800 chắc quá. Không không chạm vào grip, không chạm vào grip. Ôi, nhưng mà chết xong mới bay. Instead. Đúng rồi, chết xong mới bay. Cũng hề chết, tự nhiên thấy biến mất thôi. Enter. Xóa khỏi không, sự tồn tại không rơi xuống grip, không chết. Lại cân cả bản đồ à? Ừ. Có thu đéo gì thế này. Không có thu cân cả bản đồ. Không có nhảy effect được đéo đâu. Đấm. Còn được. Effect là khi mà chém vào Grand Mô thì bị bay lên tay. Cầm lại lên tay. Hay đấy. Con này là sen. Tu không nhảy không được nhảy. Con này không nhảy được, không nhảy được. Nhảy. Nhảy. Cùng lên. Tới. Ô. Được không? Đây rồi. Ôi phong cách. Tôi biết kinh thất sơn lồn. Em xem bộ phim là kinh vãi salon chưa? Đúng không? Hết điểm. Hết điểm chưa? Hết rồi. Vừa hết luôn. Ơ, vừa hết chứ còn gì nữa? 100. Thế là về nhanh quá. Em biết tại sao lại thua không? Bởi vì sâu chặt ít quá. Này, giết được. Không thể giết được. Phốt này. Liệu dám chia tay trong lúc mà tốt là con này thôi. Ngay cái ảnh tốt là Facebook. Tốt là cái này này. Tốt, 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 tốt. Tốt là cái này. Tốt là cái này. Tốt là con kìa. Bây giờ kìa. Con này con lở thôi anh ạ. Em thấy con này hay không? Đéo con đấy đi đâu thì ca chặt. Nếu nào mẹ nó thua nít mẹ rồi tao 900. Nó không tốt đấy thì thua ok. Thôi 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 không có gì cả. Em biết đấy nó là deck 3 Nisser đúng không? Ôi hôm nay thời vô địch chặt. Vô địch chặt. Tí nữa vào gặp BA cũng cứ ra con này thôi. Giờ đến tới mục là mẹ hack ấy. Để tới mục đưa link đề đây lên. Chắc chắn là em gặp BA rồi còn gì nữa. Chắc luôn. À còn đánh chắc giải 34. Ui đang bi trịch đấy. Đúng. Có chắc giải 34. Nhiều để còn trịch chứ. Bên này tỷ số nào? Trịch luôn đi anh. Đề game 1. Vẫn đang game 1. Và 20 phút. Sao quái vật nó cứ mẹ em đổi vị trí đấy. Hết spell trap đổi vị trí để quái vật đổi vị trí. Đấy, bố thử bán hư cấu nè. Sai chưa, sai chưa, sai chưa. Ôi, không có con Dimai đâu nhỉ? 3 POD, 3 Dimai đấy. Bỏ sai ra chưa? Nào, gọi ra 3 Dimai của Pink Grim thôi. Sai một con đấy, 3 lăng quả. Không còn hàng nữa không? 5.8. Hôm qua chỉ 3 lăng. 5.8. Xa lăng không? Em không hết điểm mà. Hết điểm. Zip. May quá.